Nguyên, con coi cuối tuần này con có bận học gì không? Con hả ông? Ừ. Dạ không. Ừ, tại vì ông tính tổ chức đi du lịch. Dạ không. Trời, ba, đi hết nguyên nhà mình luôn hả? Đàn ông đi với nhau thôi. Đôi khi người ta phải dành cái không gian riêng cho đàn ông con à. Ba này kỳ ghê á. Bữa nay có cái màn mà trọng nam khinh nữ nữa. Bà nói phải đó, em đừng có buồn. Lâu lâu phải để cánh đàn ông tụi anh tâm sự riêng tư chứ. Lần sau đi cho em đi ha. Mẹ Ngọc, con cũng ở nhà. Ủa, sao kỳ vậy ba? Chồng con cũng là đàn ông mà. Con đàn ông thiệt á. Ai nói nó là đàn bà đâu. Nhưng mà đi lần này là đi, chỉ có những người mang họ đổ đi thôi, hiểu không? Nói như ba hả? Thằng Trạng Nguyên nó cũng có họ đổ đâu. Nó là họ Phan mà. Phan Đỗ Trạng Nguyên thì có cái chữ đổ trong đó là nó được đi. Nói vậy cũng được mà. Ông cho ba con đi luôn đi ông. Đâu phải là tự nhiên rồi ông không cho ba con đi. Nhưng mà con thấy đó, lần nào đi á, ba con cũng không gây chuyện lớn, không gây chuyện nhỏ. Phiền lắm con. Ba, ai mà không phạm sai lầm chứ. Quan trọng là bây giờ người ta sửa sai rồi. Ba cho chồng con đi đi. Đúng rồi ông. Con hứa sửa sai mà. Rồi cho đi. Dạ cảm ơn ba nhiều lắm. À ba ơi, mình có chỗ ở chưa ba? Nếu chưa còn có thằng bạn nó có cái biệt thự ở trên đó rộng lớn lắm ba. Mình ở đó một đêm cũng được, đầy đủ tiện nghi lắm. Ừ vậy thì tốt quá con. Quyết định vậy ba ha. Ừ. Làm vậy? Ủa cậu ra đây làm chi vậy? Ở trong đó chán quá, ra đây làm phụ chị. Thôi, thôi không cần đâu, tôi làm được rồi. Thôi đem làm cho. Nãy ăn cơm đâu. No quá. Ra làm cho hoạt động dễ tiêu á. Cậu muốn chạy cho dễ tiêu á thì đi ra ngoài kia chạy đi. Cái này tôi làm được thôi, rồi. Thôi đem làm cho. Ở trong nhà chị còn nhiều việc phải không? Chị vô trọng đi. Em làm này chút xíu xong à. Đây đây. Thôi mà. Thôi nghe lời đi, đi vô đi, đi vô đi làm cho. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Đi. Về nè. Ủa sao con mình bà ngồi đây vậy? Mọi người đã hết rồi. Julian với cô Liễu đi du lịch với chuồng rồi. Trời ơi, công nhận làm giáo viên sướng thiệt luôn á. Cô Liễu Thanh Tị với cổ trường cổ năm nào cũng tổ chức đi du lịch hết trơn. Ủa còn Quốc đâu? Quốc về qua rồi. Ủa ổng về quê sao bà đây? Giờ về quê ra mắt sớm lắm. Bây giờ cả Tùng á, có tôi với bà ở nhà không biết làm gì chán quá nè. À, cả tuần lần á hả? Ừ. Ủa, mà nay cuối Tùng á, bộ không hẹn với ông Dũng 3, Dũng 2 gì đó hả? Cũng tính hẹn rồi, nhưng mà anh cũng đi du lịch với gia đình ảnh luôn rồi. Chán quá rồi. Ông chịu đâu cũng muốn đợi. Em đổ ra xe Nguyên. Trời ơi, làm chi ngoan của ba. Tại vì lần này leo núi cao lắm, con nít nguy hiểm lắm, không có được, lần sau ba cho con đi nha. Ngoan nha. Cao cao gì, ba đúng là đồ xấu xa, lâu xa, xấu xa. Làm chi, xấu xa. Thôi kệ nó đi. Nè, anh phải nhớ là cẩn thận đó. Lái xe cũng phải cẩn thận, leo núi càng phải cẩn thận. Anh mà bị thương đi đó. Em làm như anh nít gì dặn mấy cái này. Đi đứng thôi người đầu té. Vừa mới nói xong tức thì à, chưa ra khỏi nhà mà đã té rồi. Tâm ý lau nhà còn ướt kìa. Nói cái gì lẹ lên. Dạ. Còn cái thằng sĩ mày ngủ trên đó luôn hả? Dạ con đây. Ba, con ở nhà được không ba? Mấy bữa nay con ngủ nghe được gì đâu. Được chứ, ở nhà cắt hộ khẩu thôi. Cắt hộ khẩu là khỏi đi ha ba. Vậy ba đi vui nha. Con đi giỡn thôi. Thôi lên đường, lên đường. Mau lên. Dạ con mang dài cái chậm lục là mày á. Ba đi cẩn thận đó nha. Leo liếc cái gì không biết nữa. Cậu ba, cậu ba. Đỡ rồi, nãy té ê quá. Đi phải cẩn thận đó. Anh chào mọi người. Để nhà cẩn thận đó nghe. Tưởng đâu cuối tuần là được gặp nhau. Vậy mà tự nhiên ảnh đi du lịch. Ở nhà kiểu này chán quá đi. Ước gì có ảnh ở đây. Thiệt tình. Có ai ở nhà không? Cô ơi. Ai dọ vô đi. Chào chị.
em tới đây có gì không? Dạ chào hai chị, em là Quý, cháu của cô Liễu. Không biết cô có ở nhà không ạ? Nhưng bỗng nhiên cậu nhóc này xuất hiện với nụ cười tỏa nắng, làm sưởi ấm cả con tim lạnh giá và mang tới cái ấm áp của buổi sớm mai mùa xuân. Gì bà nội này, nội tâm tôi đang lên tiếng mà. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, trái tim của mình lại lỗi nhịp. Còn 1 km nữa đến Madagui. Sao đừng vậy, báo còn 1 km nữa tới Madagui. Hồi nãy giờ chạy gần 15 km rồi chưa thấy tới nữa, cũng còn báo 1 km tới là sao trời. Đùa cho vui thôi, còn 20 km nữa mới đến Madagui. Mới báo 1 km, bây giờ báo 20 km nữa tới Madagui là sao? Báo cái gì mà lộn xộn, chạy chừng nào mới tới? Vậy là cô không có ở nhà. Em tính sang lắp cho cô cái máy phát điện. Máy phát điện? Ừ, dạ. Nói sao ta? Nó chỉ là máy phát điện đơn giản thôi. Chỉ cần mình leo lên, đạp như xe đạp là nó tự động phát ra điện. Chỉ vậy thôi. À, vậy em học bên kỹ thuật hả? Vâng ạ, em học năm 2. Còn hai chị? Mình tốt nghiệp rồi, còn chị My thì đang học. Định dịch áo cho người sale lưng đúng không? Chị My đang học năm 4. À, vậy là em nhỏ hơn chị 1-2 tuổi. Thế thì mình xưng hô theo kiểu bạn bè ha. Xưng tên được không? Như vậy thì tốt quá. Dễ thương. Thế thì chị xin phép Mai với My đi ra nhà vệ sinh một chút nha. Sao cái đường này nó vắng dữ vậy trời? Phải đường này không ta? Mọi người ơi! Mọi người ơi! Dạ chưa có tới, hình như con chạy lộn đường rồi. Làm sao? Hồi nãy á, cái thằng định vị vậy nè, nó nói còn 1 km nữa là tới Madagui. Con chạy gần 15 km luôn mà chưa thấy tới nữa. Cái một chút nữa nó nói là còn 20 km nữa tới Madagui. Con chạy một hồi cũng chưa thấy tới luôn. Bà thấy nó ăn nói lật lọng ghê chưa? Lật lọng cái gì mày? Con nói sao? Con có biết đâu. Dạ không phải đâu. Tại vì cái định vị trên xe của con nó bị hư á. Hả? Trời ơi, Ngọc ơi Ngọc, tại sao ba giao cho con cái chuyện gì con làm cũng không xong vậy Ngọc? Đâu phải lỗi của con đâu ba. Định vị nó kêu sao con chạy vậy, con đâu dám cãi nữa. Ai biết nó bị hư đâu. Nó đổ thừa nữa. Chết rồi. Anh đi hút 65 km rồi. Trời đất. 65 cây lận luôn hả? Dạ. Bây giờ sao? Bây giờ anh phải quề lại chứ sao? Bây giờ phải vòng lại luôn hả? Thì quệt lại chứ sao? Hỏi hoài. Dạ con biết rồi. Trời ơi cái đường thấy ghê quá, lỡ mà gặp ăn cướp với con xỉu á.